ý ý nghe hồi nãy nó cái thằng cũng là thằng Trương phải không? Trương mà con của ai? Con Mười Hải à? Bình Hải phải không? Ở đâu quê ở đâu? À Thương Nghĩa. Đăng Nghĩa cũng hơi tài rồi. Chả là chúng con 660 6607 năm hơi à? Con ở gì đâu? 6607 năm hơi giờ đâu? Là thằng Trương phải không? Trương làm nghề gì hay? Thì nó cũng làm năm rồi, nó làm... có bằng bây giờ nó bón cuốn rồi chứ làm. À, nó có bằng bây giờ bón cuốn. Vậy mấy bà, một là mấy bà đi bón vụ, bón mua bón sồ vô ta đó á. Mua đâu? À. Bón vô số luôn hả? Bọn chưa bón vô số hả? Bón vô số đâu, Sơn Hòa mà. Bón vô số Sơn Hòa hả? Quả. Bón vô số Sơn Hòa là... Phá. Rồi, ông nó cũng bón vé số luôn ạ. À, chúng hơi tài đặc biệt. À, Trương phải không? Bọn đi vô ai ta nghỉ á. Rồi. Sợ vô dạo vô không? Bữa đó mà quán số là trúng hả? Quán số trúng ai, số mấy? Đuôi nè. Quán trị nè. Ồ, quán trị 6-7 à? Quánh đầu đuôi ngon he, quánh đầu 100 ngọn, đuôi 100 ngọn là hấu bọt luôn á. Quánh 30 điểm mà trai quánh 30 điểm. À, đúng rồi. Cái đầu chó hết rồi. Chó á, mua số vậy không quánh để quánh thứ đâu. Đúng rồi, mua số vậy mà không quánh đi quánh gì đâu. Khổ vậy. Mua số gì đánh chứ lấy. Đúng rồi. Nếu quánh số là trúng giả là bọt rồi. Vừa quánh đào mà hơi chọc đuôi hơi chọc mà. Chứ cầm gì bô lô mà còn bô nhiêu mình quánh cái lại. Rồi, ngồi ghế chai chú. Tao để đi bây giờ. Ừ. Nhưng cái đầu cháu không. À. Mua nào mua vô số. Đúng rồi, mua vậy. Hồi bữa cháu mua 3 số ngàn. 3 số tại số trúng hết mà không mua số đề mà đi. Quánh số đề ví dụ như quánh ngon hơi ngon như du thâu thì quánh nhiều cả bọt nguy hiểm, không ăn đấu quánh mua dài số thôi. Còn số đề quánh một hơi ngon cho vui cũng như giải trí thôi, đừng quánh nhiều.